Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng Phim Việt Nam phát hành. Xin chào. Má ơi, sao một con miệng của cổ giống hệt thằng Nguyệt vậy? Hả? Anh và cổ. Ngọc Lộ à, thật ra không phải lỗi của thằng Nguyệt và Hận Tố đâu. Tất cả lỗi lầm cũng tại người mẹ này hết nè. Mẹ à, sao mẹ lại gánh hết mọi trách nhiệm chứ? Nhưng mà... Tất cả cũng tại là mấy gia đình và nhà đầu thôi. Quét dọn nhà cửa không sạch sẽ, làm cho con nhện nó đá dầm thôi mà. Con nhện đá dầm à? Con nhện đá dầm là điềm lỡ miệng đó. Phải, con nhớ. Lúc còn nhỏ đó cũng bị nổi mụn ở miệng đó. Mẹ nói là do con nhện tắc quái. Con cũng nhớ hôm trước đó con nhìn thấy con nhện ở đầu giường của con thiệt đó. Thật sự hơi lạ đó. Con nhìn thấy con nhện ở đầu giường sao còn để mặc cho nó đái lên vậy? Con nhật nó đang ngủ mơ mơ màng màng, tưởng là có gì ăn cho nên nó há miệng ra thôi mà. Phải. Cô Tư à, mùi vị có ngon không hả? Mà bữa nào chị thử chị sẽ biết thôi. Nè, trong cháu không có nhện xem không anh? Dạ thôi đi, miệng đau quá ăn mới nổi. Mẹ, con trở về phòng nha. Tôi cũng vậy. Có ăn đá. Vô phòng coi kỹ coi có nhện không mới ngủ nha. Được. Tự nhiên chọn, tự nhiên coi đi. Nè nè, hàng Tây Dương mới lạ đây. Tự nhiên chọn, tự nhiên coi đi. Bảo đảm chưa từng thấy đâu. Nè, coi đi. Nè, thích cái nào mua cái đó đi. Coi đi. Chú Hai à, này là gì vậy? Hơ, cậu trai à, cậu khéo chọn thiệt nha. Thứ quý giá nhất trong số hàng của tôi đó, cậu nhìn sơ là chọn được. Cái này gọi là kính phóng to, có thể phóng to tất cả mọi thứ. Cậu coi, cái nốt ruồi trên mặt của tôi có bị móc hay không? Có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chà, lạ thiệt đó nghe. Chưa có hết đâu. Cậu đặt nó lên trên đống củi để phơi dưới ánh nắng một lát. Không bao lâu á, đống củi sẽ bốc cháy liền. Thật không? Ừ. Đâu chú có củi cho tôi thử coi. Cậu đừng có nóng lòng. Nè, cậu mua nó thì có thể từ từ thử. Nè, thấy cậu khéo chọn quá, tôi tính rẻ cho cậu. Cậu thật là muốn mua, tính cậu 5 lượng bạc. 5 lượng mắc quá vậy? Không có mắc lắm đâu. Đây là hàng 34 mà. Kiến phóng to này tôi đặt có 2 cái thôi. Nhanh tay còn chậm tay hết á. Dù gì tiền mình trúng từ qua cũng chưa xài mà. Đất, tôi mua cái này của ông. Anh Nguyệt, không được mua. Ngọc Lộ, tốn 5 lượng bạc mua kiến quỷ quái này muốn soi mà cũng không được. Anh nhìn nè, em mua mấy cây giải này còn đẹp hơn, cũng không tới 3 lượng. Đây không phải là kiến thường đâu em, đây là kiến phóng to, có thể phóng to bất cứ cái gì. Bộ bây giờ anh già lắm sao lãng tai qua mắt không nhìn được hả? Nếu như anh phóng tiền ra ngoài mà xài vậy, em không nhận anh giỏi đó. Thôi bỏ đi, đừng gây nữa, tính cậu 4 lượng bạc thôi. Trời ơi, hồi nãy đòi 5 lượng, bây giờ còn 4 lượng, không mua đâu, đồ gạt tiền, đi. Nè cậu không mua thiệt hả? Vợ tôi nói đúng ha, không mua. Thôi em để bán đi. Cậu thiệt vô dụng à. Đàn ông con trai mua chút đồ cũng phải hỏi ý của vợ trước hả? Nè, lần sau ra ngoài có cần hỏi vợ mới dám ra không? Nè, đàn ông con trai nói không mua, bây giờ lại mua, không phải là đàn ông rồi. Nhìn gì mà nhìn đi. Cậu ba, cậu sao vậy? Nhìn cậu như vừa mới rớt tiền á. Hai, phải rồi. Tiền vẫn còn nhưng mà không có chỗ xài. Sao lại không có chỗ để xài? Nhiều chuyện quá, làm gì đi. Ý, anh Phú. Dự, sao rồi? Chị Hai tôi đã về chưa? Dạ, bà chủ đi đòi nợ chưa có về. Vậy đúng lúc quá, có thứ này cho chú coi nè. Có gì? Để chú mở rộng tầm mắt. Ý, cái gì vậy? Cái này gọi là kiến phóng to. Lấy nó nhìn bất cứ thứ gì cũng có thể phóng to ra được. Hàng 34 có ngân lượng chưa chắc gì đã mua được đó. Anh Phú à, cho em mượn coi thử. Được. Ngộ quá trời ha. Trời, thì ra gia tài của em có nhiều hàng vậy sao? Có thú vị không? Chà, cái kiến này á nhất định mắc tiền lắm á.
em thì không có mua nổi. Nè, tiền bạc có đáng lại gì chứ, chỉ 4 lượng bạc thôi, đâu có gì mua không nổi chứ. Đâu giống hạng người thích món đó cũng không dám mua. Thử nghĩ coi, hạng người này làm người có uổng quá không? Nè, phải rồi cậu ba, cái kiến này ngộ lắm đó, cậu cứ mua một cái xài đi. Ê, đừng số bậy nghe, lỡ vợ người ta nhìn thấy sẽ nói chú dạy hư chồng người ta đó. Đến lúc đó người ta sẽ không minh vực chú đâu. Vậy có khác nào tự chuốc lấy khổ mà phải không? Ý, bác Vinh, bác ra đúng lúc đó. Gì á? Cho bác coi cái thứ này ngộ lắm đó. Ở đây là cái gì vậy? Trời ơi, gắn bự quá. Trời ơi, sao dễ bể quá vậy? Ôi trả à. Anh Phú à, anh cũng thấy đâu có liên quan tới em đâu, em đi làm việc. Dễ bể quá ha. Cũng may tôi không có mua. 4 lượng bạc đâu phải số nhỏ, khi không tự nhiên mất hết không đáng. Bể rồi mua cái khác chơi. Dù gì tôi thích cái nào vợ tôi cũng cho tôi mua hết đó. Đâu giống như vợ của người ta nói đâu không. Nói một câu không cho là sợ hết hồn luôn. Chà, ngộ quá à. Thần kỳ ghê đó. Nam Nhi đại trượng phu, sao bữa nay không dắt vợ theo vậy? Ông muốn nhìn thấy vợ tôi hay là muốn nhìn thấy cái này hả? Dĩ nhiên là muốn thấy cái này. Ê, rồi hả? Hôm nay một mình tôi làm chủ, nói mua là mua mà không mua là không mua. Vậy hả? Còn nữa là tôi tự đi ra ngoài đó. Tôi cảm sẽ ơn. Mua cái kiến này. Cảm ơn. Nè, chúng ta mau về nhà bắt chước như chú bán hàng nói đi. Cái mít củi á, để dưới kiến phóng to này, để coi có thật sự là nó sẽ cháy không. Không được, sắp tới giờ ngọ rồi, tôi còn phải đến động mật viên làm việc. À phải, cô Hân Tố à, đây là số ngân lượng còn lại của tôi, và kiến phóng to tôi gửi cho cô hết nha. Khi nào rảnh tôi lấy chơi ha. Anh gửi ở chỗ tôi hả? Phải đó, đừng bao giờ để vợ tôi biết nghe. Cầu xin cô giúp tôi đi, giúp người giúp cho trót, đưa Phật đưa đến tay mà. Anh cũng đừng khách sáo, anh gửi ở chỗ của tôi cũng được chơi ké. Không phải anh đến động mật viên sao? Sao anh trở về sớm vậy? Dĩ nhiên không phải, tôi gạt mẹ, tôi nói trong người không được khỏe, trốn về đây nè. Ban ngày ban mặt ở nhà anh bao nhiêu người đi qua đi lại, để cho người ta nhìn thấy thì gây go đó, anh mau về phòng đi. Không chịu đâu, để cô không biết nãy giờ trong lòng tôi hả, bức rứt luôn, tôi thấy nhớ làm sao. Hay là đợi tối nay vợ của anh ngủ rồi hãy đến đây, đến lúc đó hả nè, ai đó cũng ngủ hết rồi, và cũng có thể dễ dàng không bị ai phát hiện, chúng ta có thể chơi đến sáng. Trời, không ngờ cung Hân Tố này dâm tiện đến như vậy gì đó. Bây giờ tôi cũng chơi, tối nay tôi cũng chơi, mà sáng mai cũng chơi, ngày nào cũng phải chơi. Cô biết không, mấy thứ này mà chơi ban ngày nó mới đã. Nói cô biết nghe, hãy thử coi củi khô có phải nhóm được lửa lớn không. Ê, tóc dính rồi kìa. Anh ba đã bị sắc đẹp cám dỗ rồi, sa thân vào lửa rồi, làm sao mà biết được. Nè, mẹ ơi, mẹ cũng đoán biết được tụi nó có gì mờ ám rồi. Phải. Đi. Đợi con với. Sáng giờ tôi thấy thằng Nguyệt ở động mật viên, đi không yên, ngồi không ổn, lúc thì nói chóng mặt, lúc thì nói là trong người bị nóng, nên tôi lén lút đi theo nó. Ai ngờ là sự thật. Đã nói là thật mà mẹ, từ đầu con và mợ đã nói ảnh và cổ có vấn đề rồi mà. Tôi tưởng đón Hân Tố về nhà họ Kim ở, coi như là trả ơn cho ân nhân. Ai dè thằng Nguyệt này không nên thân chút nào hết, dụ dỗ Hân Tố như vậy. Mấy người nói đi, nhà họ Kim chúng ta làm sao ăn nói với nhà họ Cung, làm sao ăn nói với ân nhân đây. Chị Hai à, chị đừng có nóng giận quá. Bắt Hân Tố làm nhỏ thì hơi thiệt thòi một chút, nhưng mà bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, không còn cách nào khác đâu. Không có cách khác thì sao chứ, tánh của chị ba rất ngang ngược. Chị mà cho cô Hân Tố làm nhỏ. À, hay là vậy đi, nói với Ngọc Lộ, nói là đuổi cô Hân Tố đi thì chơi mặt dược sẽ thiếu mất một người, biết đâu chừng tới chừng đó nó sẽ chấp nhận. Cho chị ăn toàn màu dài dài thì cũng còn bằng được. Bất quá chúng ta đưa chút tiền cho Hân Tố, kêu cổ đi xa chừng nào tốt chừng đó, đến lúc đó cổ có thể làm lại từ đầu, kiếm tấm chồng tốt hơn. Vậy thằng Nguyệt có khác gì là Trần Thế Mỹ? Trời ơi, khác biệt lớn chứ. Trần Thế Mỹ không có nhận vợ vì vinh hoa phú quý, anh ba không có nhận vợ mình cũng chỉ vì không muốn chị ba giận thôi. Nếu không thì
em có quen một cái am ni cô kêu Hân Tố xuất gia, đến đó lập đàn làm pháp sự, duyên nghiệp này sẽ tự động biến mất thôi. Hân Tố nó còn rất trẻ, bắt nó suốt đời sống ở trong am ni cô tội nghiệp lắm, không được đâu. Phải đó, theo con nghĩ nên kêu anh ba viết thư từ hôn, bỏ chị ba đi cho rồi. Trời ơi, thôi Ngọc Lộ hả, có được không đó? Ai nói không được chứ, dù gì điều thất xuất ai chị đều phạm phải hết rồi. Ngọc Lộ đã phạm điều thất xuất gì chứ? Nè, chỉ không hiếu thuận mẹ chồng nào, không tôn trọng mợ ba, mà còn ganh tị với cô em chồng, hơn nữa còn khinh thường. Tệ nhất là lúc chơi mặt chữa cả, hay canh người ta ra bài nữa. Nhân à, bây giờ không phải là lúc lấy việc công trả thù riêng. Mẹ à, không phải là con muốn trả thù riêng đâu, nhưng mà mọi người cũng biết tánh của chị ba khó ưa khó gần. Nếu như anh ba phải lòng người khác à, cũng không trách ảnh được. Anh con đã phạm lỗi lại đổ thừa cho Ngọc Lộ, thật sự là không đúng. Chị nói phải đó. Bây giờ chuyện này không thể kéo dài được nữa. Lỡ như đồn ra ngoài, Thật Nguyệt và Hân Tố có nước bị trầm lòng heo thôi. Trời, trầm lòng heo sẽ chết thê thảm lắm đó. Vậy tính sao đây? Đây là gì vậy? Dạ Đương Quy. Sao lạc quá vậy, bộ ăn dụng hả? Dạ đâu có. Còn chối cãi nữa, không phải lén uống rồi đổ thêm nước vào sao? Làm không gì đâu ba, em không dám đâu. Nhìn mặt nắm tay thôi cũng không biết là có uống đồ bổ không. Mau đi làm việc đi. Dạ mà ba. Trời ơi, mở đừng có khóc nữa, làm tôi rối tung lên hết đây nè. Chuyện gì vậy mẹ? Tại cậu đó, cậu giấu mở có người khác ở bên ngoài đó. Trời ơi, cậu ba gan vậy sao? Phải đó, làm sao đây? Chị hai à, thật lòng em không biết phải làm sao nữa. Trời ơi Ngọc Lộ à, theo con nghĩ phải làm sao đây? Mợ ba, mợ đừng trách con nói mợ nha. Mợ lấy cậu ba lâu rồi mà vẫn chưa sanh được đứa con nào hết, đó là lỗi của mợ rồi. Với lại á, từ ngày khi ngủ thì mợ hay ngáy nè, chơi mặt chược thì mợ thả pháo lia lịa luôn đó. Còn nữa nha, đùi thì còn thô hơn eo, trán toàn là nếp nhăn. Ơi con mà là đàn ông mà cũng thôi mợ liền. À, trời ơi mợ, nghe chị ba nói như vậy chắc là chị tán thành cậu cưới vợ nhỏ, có phải vậy không? Ừ, phải đó. Ý của tôi không có nói như vậy, tuy rằng cậu có đủ lý do tìm người đàn bà khác, nhưng mà không có nghĩa là cậu có thể làm như vậy được mà, đúng không? Nhưng mà vậy, nếu người chồng đã thay lòng mà mình không nhường bước nào á, dễ dàng làm nhà cửa tan nát lắm. Đến chừng đó không những không giành được chồng, có lẽ khiến người chồng bỏ vợ luôn đó. Phải đó, vợ dễ dàng như vậy. Kim Đông không trúng tay còn biết đào đồ, chỉ không phải là người trong cuộc đương nhiên là nói rất hay rồi. Nói gì thì nói nha, giả sử chị là người trong cuộc á thì chị sẽ làm sao chứ? Phải chị đó, xé miệng cô ra, tôi đập bể đầu chị luôn. Trời ơi, vậy chuyện này cũng rắc rối quá rồi. Phải có gì đâu mà sao khó. Sao sao hả? Trước sao là hả? Sao hả? Là phải giết cái phụ bạc này, sau đó giá quả cho con hồ ly tinh. Còn những người đàn bà châm dầu vào lửa xúi tôi cho hắn cưới vợ nhỏ, tôi nhất định sẽ bắt họ chết không toàn thay, chết không nhắm mắt, chết không có đất chôn thân. Hiểu rồi. Mọi người hiểu rồi, Ngọc Lộ à. Mẹ à, thật ra con không phải là xúi mợ ba làm vậy đâu. Có điều chúng ta đều là phụ nữ mà, con thấy tức cho mợ ba lắm. Ngọc Lộ à, mọi người hiểu rồi. Phải, nói gì thì nói, mợ ba thường ngày mợ nhát gan lắm, sao lần này lại lanh trí, biết cậu ba có người khác ở bên ngoài vậy ha. Phải đó, làm sao mợ biết được ha. Phải đó, mợ có chứng cứ gì làm sao mà mợ phát hiện được? Phải rồi, tôi đã tìm được trong đống đồ của anh Phú đó. Là gì vậy? Áo yếm đó. Trời đất quỷ thần ơi, áo yếm này lớn quá chừng à. Người đàn bà này hả, chắc chắn là có thân hình rất xấu, chắc chắn là lưng hùm eo gấu, chắc chắn là cổ bự hơn eo, chắc chắn là một bà mập ha mẹ ha. Trời ơi, áo yếm này là của mẹ đó. Phải đó, chắc là lúc tiểu thuyết giặt đồ con cẩn thận đến nhà máu yếm của mẹ và đống đồ của cậu thôi, chứ không có gì đâu. Phải ha, thì ra chỉ là sự hiểu lầm thôi. Mợ thật là hồ đồ quá. Mà ba, lần sau mợ làm ơn đừng có hô quán bừa bãi. Không có lần sau, không có lần sau đâu. Chỉ là sự hiểu lầm thôi. Chị hai, chúng ta về phòng đi. Tức chết đi được à. Đi thôi. Mẹ đã thấy chưa, con đã nói với mẹ rồi, chị ba làm gì mà cho cô Hân Tố làm nhỏ chứ, không giữ không nhường bước mà còn muốn dồn tất cả chúng ta vào con đường cùng nữa đó. Thật không ngờ cáo yếm này Ngọc Lộ cũng không buông tha, nó phê bình triệt để đến vậy. Em nghĩ chúng ta nghĩ cách khác mới được đó. Mẹ nghĩ mẹ phải đích thân ra tay mới được. Vào đi. Mẹ à, tối rồi mẹ tìm con có chuyện gì vậy? Con đóng cửa lại đi, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.
Chuyện của hai đứa mẹ biết hết rồi. Nguyệt à, con làm vậy sao mà ăn nói với Ngọc Lộ đây? Mẹ biết hết rồi hả? Chưa biết, nhưng mà nghi ngờ đó. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Mẹ đã thử Ngọc Lộ, nếu để nó biết chuyện của hai đứa, nó không những làm chúng ta nhà tan cửa nát, còn kéo chúng ta vào chỗ chết nữa đó. Có nghiêm trọng đến vậy không? Hai đứa con chỉ chơi với nhau thôi à. Chơi hả? Nguyệt à, mẹ tưởng con cưới vợ rồi thì có thể tu tâm dưỡng tính, bây giờ con liên lụy Hân Tố luôn rồi. Đại trưởng phu, người nào làm người đó chịu. Mẹ, mẹ có trách đó thì nên trách một mình con. Con sẽ gánh hết mọi trách nhiệm. Gánh trách nhiệm, gánh nổi sao? Hân Tố à, cha cô là ân nhân của nhà họ Kim chúng tôi, bây giờ còn để cô thiệt thòi vì nhà họ Kim chúng tôi thật sự có lỗi với cha của cô vô cùng. Phu nhân à, bà đã quá lời rồi. Thật ra chuyện này không thể trách một mình anh Nguyệt được. Tôi cũng có trách nhiệm vậy. Tôi đã biết là chị Ngọc Lộ biết chuyện này sẽ không vui, nhưng mà tôi vẫn mềm lòng nhận lời anh Nguyệt. Những chuyện này làm sao có thể mềm lòng được. Nhưng mà cô vẫn còn trẻ, có thể lượng thứ được. Hân Tố à, chỉ cần cô hứa với tôi, sau này cắt đứt quan hệ với thằng Nguyệt là được rồi. Dạ biết rồi phu nhân. Nguyệt à, vậy con thì sao đây? Mẹ đã quyết định như vậy, con cũng đâu có dám làm trái ý mẹ. Được mới nói nha. Thật không ngờ, cái kiến phóng to này cái gì cũng phóng to được. Cả mấy cái chuyện nhỏ như là hạt mè cũng trở thành chuyện tranh chấp ở trong nhà. Còn nói nhà tan cửa nát. Có thật là anh định bán kiến phóng to cộng với số tiền anh trúng tự qua để mua cây trăm hạt chuỗi cho vợ anh không? Vợ chồng sống với nhau quý ở chỗ thành thật. Tôi cố tình gạt cổ, thật sự là không đúng. Dù gì tôi cũng hứa tháng sau sẽ tặng cho cổ. Coi như chuộc tội với cổ cũng được, dỗ dành cho cổ cũng được. Ê nè nè nè, Nam Nhi đại trượng phu. Nè, tôi mới mua được món hàng mới, rất hợp với Nam Nhi đại trượng phu đó. Ông đừng nói ngon nói ngọt nữa. Nè, kiến phóng to này tôi bán lại cho ông đó. Hả? Không phải chứ, hàng bán ra rồi, đâu có trả lại được đâu. Bất quá bán lại cho ông phân nửa giá tiền. Phải đó. Lần trước ông cũng nói kiến phóng to này là hàng ba tư, hiếm lắm mà, chỉ nhập có hai cái thôi. Một cái cậu tôi mua rồi, còn làm bể nữa. Nay ở Trấn Trị Lực cậu mới chỉ còn là cái kiến phóng to của tôi thôi. Vật ít thì quý, ông mua lại đem bán cũng còn có lời đó. Phải đó, nửa giá hai lượng bạc thực sự là quá rẻ. Nếu cô cho là rẻ. Nè, hai lượng bạc bán hết cho hai người luôn. Ủa nè nè, ông nói cả thị trấn này có hai cái thôi. Tôi nói chỉ có hai cái khờ như hai người mua thôi. Mẹ nói cho con biết nha, mẹ đã nói chuyện với hai đứa nó rồi. Chuyện này có lẽ đã chấm dứt thật rồi. Bắt đầu từ hôm nay, không được nhắc chuyện này nữa. Thực ra con nghĩ cứ mặc kệ họ là được rồi. Con rất muốn cô Hân Tố làm chị ba của con. Ít ra lúc giờ mặt trượt với con, cổ con mới liếc bài con hoài. Trời ơi Nhật à. Đạo trưởng à, mời vào đây. Mẹ, mời ba, cô Tư. Đây là Nhất Dương Tử đạo trưởng. Nói về phong thủy mệnh lý, coi quẻ xinh xăm, tất cả ổng đều biết hết. Vừa mới coi phong thủy phòng con thôi. Mọi người có gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Ê, vậy coi giùm chị Hai đi. Chị Hai, ngồi xuống chị Hai, ngồi xuống. Có một quẻ đi chị. Phu nhân này sắc mặt hồng hào, ấn đường đầy đặn. Mọi người coi, nốt ruồi trên trán của bà nè. Hùng hào uy oai, không biết sợ hãi. Bụng tức môi cười, ngoài nghiêm trong dịu. Nhất định là trung nguyên nhất điểm hồng trong truyền thuyết rồi. Phu nhân nhất định là người đại phú đại quý. Có thật không đó? Phải đó, phải theo đó. Mệnh cách của phu nhân cho thấy có lẽ có ba người con. Tôi có nói sai không? Trời ơi, đúng quá, không thừa không thiếu, đúng là ba người. Quy qua quy qua, hãy nhìn vị phu nhân này, mặt mày sáng sủa, mép môi ẩn xuân, cành lá đang chen, dây leo triền miên. Sau này nhất định là con cháu đầy đàn đó. Tôi hả? Có thật không? Cảm ơn đạo trưởng. Cảm ơn nha. Cảm ơn gì chứ? Không lẽ ông sanh con dùm cho mợ hay sao? Hạng giang hồ thuật sĩ hãy mở miệng dĩ nhiên là nói những lời tốt đẹp rồi. Không có gạt được tôi đâu nha. Cô nương lầm rồi. Lâu nay bần đạo có tin vui thì nói, tin buồn cũng nhắc. Với tướng mạo của cô nương, miệng thì như cái bình thuốc, hai người không cần dùng dao. Túi già gặp nhiều xui xẻo. Nè, đạo sĩ Thúi, ông có biết ông đang nói cái gì không hả? Ông tưởng ông là đạo sĩ có thể ăn nói bậy bạ hay sao? Tôi có thể đến nhà một kiện ông đó, tôi cho ông biết nha. Ông có biết thứ số này tin thì có, không tin thì không có. Còn làm gì mà dữ vậy?
Băng Đạo chỉ nói theo sách bói mà thôi. Thì phải rồi cô Tư à, cô làm gì nóng nảy dữ vậy? Người xưa thường nói là chào đời khóc qua qua, tốt xấu do trời định đó mà. Chị ba à, nghe giọng đó của chị nhất định á, đạo sĩ Thúy này á, nói mạng chị rất tốt có phải vậy không? Chỉ tốt hơn cô một chút thôi. Tôi thì không có gì, trẻ mãi không già, vinh qua phú quý, thăng quan tiến bước, dồi dào sức khỏe, với lại đại phú đại quý, vợ chồng ân ái đó. Vợ chồng ân ái? Chị lầm rồi đó, cả mẹ con biết anh ba và cô Vân Tố có vấn đề, chỉ có chị là không biết thôi. Nhật. Vợ chồng ân ái? Chị lầm rồi đó, cả mẹ cô biết anh ba và cô Vân Tố có vấn đề, chỉ có chị là không biết thôi. Nhật. Cô nói cái gì? Không có gì hết, không có gì hết ha. Phải đó. Mở bao quá đi. Mở nói. Mở nói đi. Mở nói gì? Thì nói đi. Không có gì. Nguyệt và Hân Tố đâu có gì, trông như dòng nước suối à. Đúng không? Em nói đúng không? Xuân Mai. Dạ. Cậu ba đâu? Dạ cậu ba, trước đó một canh giờ cậu ba đã trở về, chắc là đang ở trong phòng đó. Hả? Ngọc Lỗ. Ngọc Lỗ à? Ngọc Lỗ. Đi coi sao, đi. Sống có giữa kịch coi rồi. Ông ánh trong suốt, vừa trắng vừa mịn. Để tôi thử coi. Đừng có mạnh quá nha. Sợ gì? Bất quá tôi làm nhẹ chứ. Anh thua lỗ quá. Nè, đừng mà. Giám phụ. Ngọc Lỗ. Nương tử. Ôi trời ơi, Ngọc Lộ à, đừng như vậy mà. Đừng đó, đừng nóng nảy. Nè. Đừng mà Ngọc Lộ. Ngọc Lộ à, chị làm gì vậy? Đừng. Tôi hỏi mấy người làm cái gì thì có. Tụi anh dùng kiếm phóng to coi cái trăm thôi mà. Trời ơi, cái trăm này hư rồi. Vừa rồi hai người nói vừa trắng vừa mịn, chính là nói nó hả? Thì nói nó chứ nói ai. Cái trăm hạt chuối này 50 lượng lận đó. Anh Nguyệt mua cho chị đó chị Ngọc Lộ à. Mở to mắt dám nói dối sao? Cái trăm này rõ ràng muốn tặng cho cô mà. Cái trăm này có khắc tên của chị đó chị Ngọc Lộ à, làm sao tặng cho tôi? Trời ơi, phải rồi, trên đây có tên của con nè. Cái trăm này bán 50 lượng anh làm gì có ngân lượng mua hả? Phải đó Nguyệt à, con nói đi. Chuyện là vậy nè, con với cô Hân Tố hùng tiền mua tử hoa trúng rồi, mỗi người chia 50 lượng. Hai người hùng tiền mua tử hoa trúng rồi cũng không nói cho tôi biết. Chị ba, thường ngày chị chà đạp người khác nhiều quá, lần này chỉ có một chân đã mất 50 lượng, sức của chân chị cũng mạnh thiệt. Cô còn dám lên tiếng nữa hả? Tất cả được tại cô đó, cô xấu miệng quá à, nói chồng tôi và Hân Tố có vấn đề. Nếu cô không nói như vậy thì tôi đâu có làm như vậy. Nhật à, tại sao em lại nói vậy? Anh nghe em giải thích đi. Hai hôm trước em và mợ chính mắt nhìn thấy anh lén lén lúc lúc vào phòng của cô Hân Tố. Phải đó, chúng tôi đứng ngoài cửa nghe thấy hai người nói, tôi không thể không nói ra được. Mọi người hiểu lầm rồi. Chuyện là như vậy, anh Nguyệt anh mua cái kiếng phóng to, nhưng mà sợ chị Ngọc Lộ không vui nên mới gửi ở chỗ của tôi. Mỗi ngày lén lén vô phòng tôi cũng chỉ muốn lấy cái kiếng phóng to ra chơi. Hả? Vậy tối qua hai đứa nhận lỗi cũng chính là chuyện này sao? Thì tất nhiên rồi mẹ. Không lẽ mẹ cũng nghĩ con và cô Hân Tố có gì hả? Nè, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ. Vật chứng thì có, nhưng mà nhân chứng đâu? Căn phòng lớn như vậy, hai người cô nam quả nữ muốn làm gì cũng được hết. Cô nam quả nữ gì chứ, căn phòng của tôi có tới 3 người lận. Mà phải đó. Ba người là ai vậy? Phải đó. Người đó là Nguyễn Thọ đó. Thọ hả? Cậu Thọ đâu? Thọ hả? Hả? Mẹ, Chu Sa hầm kim qua, còn cố tình dặn nhà bếp nấu cho mẹ uống để định thần á mẹ. Nguyệt à, con không bày ra mấy cái trò nhảm nhí đã tốt cho mẹ lắm rồi. Mẹ bị yếu tim không chịu đựng nổi đâu con. Mẹ, con và cô Hân Tố quang minh lỗi lạc, làm sao biết mẹ nghĩ lệch bên. Cũng may chuyện này không có đồn ra ngoài, nếu không người ta sẽ coi là trò cười. Đến chừng đó là mất thanh danh của Hân Tố, lại càng có lỗi với ân nhân nữa. Biết rồi, con sẽ tự phạt mình, đấm lưng cho mẹ một canh giờ, được không? Nhiều chuyện quá. Anh Phú, thật ra cậu ba và cô Hân Tố xảy ra chuyện gì vậy? Biết rồi thì được nhận tiền hả? Không phải,
muốn có chuyện nói sau bữa cơm cho vui thôi. Sau bữa cơm phải lau bàn quét nhà chứ không phải nói xấu người ta đâu hả? Hơn nữa chuyện này cũng đâu có liên quan đến tôi đâu hả? Còn làm việc đi. Dạ. Đi đi. Đạt đi, đạt đi. Đạt rồi rút cái tay ra. Cho đặt tay nè, tôi đặt tay luôn. Đặt tay. Trời ơi, đặt tay là đúng đó. Khui đi. Khui. Tài. Ơi, tôi đã nói ra tài rồi mà. Anh Phú à, mở liên tục 10 ván tài rồi. Có lẽ ván sau mở xỉu quá phải không? Thần bài có vậy, thắng thì tiến lên, thua thì rút lui. Hôm nay số tôi rất hên nên ít ra sẽ mở 20 ván tài đó. 20 ván có được không đó? Được. Anh Phú đã thắng 10 ván, anh tin ảnh hay là tin bản thân mình? Dĩ nhiên tin thần tài rồi. Thì đó, anh Phú đang hên mà không tin ảnh có nước thua sạch. Lại đặt tài nữa, tài. Tài luôn, tài luôn. Xỉu. Là ông. Là chú hả? Ông thật. Anh bạn ván này tôi không có chơi đâu. Ông đặt tài cho ta ra giùm đi. Sợ tôi phá số hên của chú hả? Sợ cái xui của ông thôi. Chơi với tôi hả? Không biết chết là gì. Ý, cứ chờ coi đi. Tay. 1, 2, 3, 6. Điểm xỉu. Thấy chưa, tôi là khắc tinh của chú đó. Tôi đã phá số hình của chú rồi. Ông là thiên sát cô tinh thì có. Thắng gián làm ra vẻ coi chừng ôn thần đến tìm ông đó. Thần tài dẫn đường thì có. Ông thua sạch không có tiền mua quan tài đó. Gián gì rồi, chỉ là hào quang phản chiếu thôi. Gián sau nhất định sẽ mở tài. Được rồi, tôi sẽ đặt chổi lại với chú. Xỉu. Ê, vậy tôi cũng đặt xỉu, đặt xỉu, đặt xỉu, đặt xỉu, 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 xỉu. Tôi nói nè, ván này nhất định sẽ khui tài đó. Trời ơi, theo lấy hơn còn hơn chuyện đó. Phải tôi rồi, nói xuông à, kêu tôi đặt, anh kêu đặt gì hết. Phải rồi. Bộ tưởng chú ấy không muốn đặt sao, ván vừa rồi đã thua sạch bách rồi. Cái này gọi là gió thổi vỏ trứng gà, của mất vừa lòng người, chú hiểu không? Khoan khui, đợi tôi về nhà lấy ngân lượng đến chơi tiếp cũng được khui đó nghe. Cờ bạc làm gì có chuyện đợi với anh bạn. Không có tiền. Đi. Ai nói là không có. Ý, Nguyệt, con tới thật đúng lúc. Tài. Đặt tài hả cậu? Phải. 5 lượng bạc. Tài. Coi ai thắng đi. Khui. Khui. Xỉu. Trời ơi. Có thù quá gì hôm nay cũng trả hết rồi. Thắng đậm con rùi già thịt đầy xuyên rồi. Quay lại nhìn bản mặt ổng rồi trợn mắt sững người mắt dạ làm sao. Tại cậu có số hên thôi. Có số hên cũng phải có vốn của con. À phải, trả lại 5 lượng cho con. Ý, ăn cũng hơn 30 lượng ha. Có đếm lộn không vậy? Tất nhiên là không. 30 lượng tức là mỗi người 15. Sai, tất cả đều là của cậu. Hả? Không phải cậu muốn nuốt trọn với cậu. Cậu đâu phải hạng người đó. Mỗi người vẫn chia 15 lượng. Nhưng mà 15 lượng này gửi chỗ cậu sẽ an toàn hơn. Mắc công con gửi của Hân Tố, người khác sẽ hiểu lầm con là gian phu đấy. Cậu kỳ quá. Lại nhắc chuyện này nữa. Nè, khoan đi đã. Khoan đi. Từ hôm đó vợ con làm sao vô tận phòng bắt gian lộn kể cậu nghe vậy? Không có nói, chuyện xấu không có đồn ra ngoài. Nè, chuyện này không phải chuyện xấu, chuyện thường thôi mà. Huống chi cậu cũng là người nhà, đâu có giấu cậu phải không? Nếu là người nhà thì mời con đến Túy Hoa Lâu mới khai trương nó ăn vịt quay đi. Nghe nói nổi tiếng nhất kinh thành đó cậu. Trời ơi, muốn ăn gì cũng được, bây giờ ngân lượng đang ở trong tay cậu. Tóm lại hôm nay, ăn gì cậu sẽ trả tiền. Cậu nói đó nghe. Tất nhiên. Lúc nào cũng ăn món này làm lạc miệng quá đi. Tiểu Thúy à, rót tách trà đến đây. Dạ cô Tư. Chà, phao cầu này thơm quá. Lộ à, anh vừa ở Túy Hoa Lâu mới khai trương mua vịt quay về cho em ăn đó. Vịt quay này phải ăn nóng mới ngon. Có ngửi được không? Ngửi được đó. Tại sao cô lại ăn phao cầu của tôi? Vậy sao? Phao cầu này hôi quá đi, không ăn còn hơn. Trời ơi, không ăn được phao cầu thì ăn đùi đi, đùi còn ngon hơn, mềm lắm nè em coi. Đêm trước không có ăn rồi, ăn vô làm hôi cả miệng, bây giờ thì về phòng súc miệng đi. Nhìn cổ kìa, ăn vịt của người ta rồi còn nói giọng đó nữa. Ê, trời ơi, tánh nó nhỏ lớn điều vậy đó. Em là chị của nó, hãy chiếu cố nó chút đi. Thôi đừng giận nữa mà, đừng giận, ngồi xuống. Lần sau anh mua cho em ăn. Hả? Ai mà thèm giận cổ chứ. Nhưng em thấy tội cho người chồng tương lai của cổ đó. Trời ơi, mấy cái chuyện duyên phận khó nói lắm. Có lẽ người này thích chửi, người nọ lại thích nghe. Cổ nói là tìm suốt 20 mấy năm rồi, cổ vẫn chưa tìm được người đàn ông chịu nghe cổ. Xem ra hả, cũng đã đến lúc đi tìm các bà Mai làm mối cho cổ đó.
Nói tới nói lui, em cũng chỉ muốn nó mau chóng lấy chồng để khỏi chướng mắt em thôi. Anh nói cũng phải, cổ lấy chồng càng xa thì càng tốt, đến tận tái ngoại thì càng tốt hơn. Miệng quạ của cổ mít lòng thì nhiều, được lòng thì ít. Đến chừng đó hả, toàn là heo bò dê ngựa, kêu cổ làm sao mà chửi. Nghe bà Mai này nói, những đối tượng làm mối cho con Nhật lần này toàn những người tài giỏi, còn những người không giỏi mẹ gạt qua một bên hết rồi. Hê, người giỏi cỡ nào cũng bị con Nhật đầy xuống 18 tầng địa ngục đó chị hai. Dù là như vậy cũng phải thử, nhân duyên nhân duyên. Nếu thực sự nhân duyên đã đến, nó có đỡ cũng đỡ không được. Hơ, vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn đó mà. Hả? Ý con nói điều kiện của cô Tư tốt đến vậy, cô muốn lấy chồng sao mà không được phải không mẹ? Anh Nguyệt à, em cảm thấy nóng quá, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Xin phép các vị nha. Bộ nóng lắm sao vậy? Ê trời ơi, vậy tốt rồi, chị coi nè. Thật không? Cho con coi. Hả nè? Chà, đã 30 mấy tuổi mà còn đang bán đậu hũ. Vậy thì sao chứ, người này tên là Phú, mà đã mang tên Phú rồi chắc chắn là người chồng tốt. Tất nhiên. Đó. Ê, nè nè, người này thì còn được nè. Hãy coi, gia đình có tiệm đồ cổ, vậy tức là khả năng giám định rất là tốt. Sau này mua đồ cổ cũng được giảm giá phải không? Phải rồi, phải rồi. Chà, vua của loài người, có gia sản lại là cô nhi, nó chết sớm thì càng tốt, mọi người nói phải không vậy? Quan trọng là khỏi lo quan hệ chị chồng em dâu và mẹ chồng con dâu, cũng không sợ con Nhật bị hồi lại đó chị hai à. Phú à, con Nhật là cháu của cậu, ăn nói đàng hoàng chút đi. Dạ, con thấy những người này đều không tốt. Công tử từ này tốt nhất nè, mẹ coi, văn chương rất tốt, đơn giản chỉ vài câu giới thiệu về bản thân mình, rất là có ý nghĩa. À, phải ha, nói về gia thế và điều kiện thì rất xứng với con Nhật. Mẹ thấy nên chọn người này đi. À, phải đó, giống như trước đây vậy, đến động mật viên để coi mắt. Nếu nói thẳng với con Nhật thì nó sẽ kiếm cớ để từ chối. Ê, để mọi chuyện tự nhiên chút, coi như trùng hợp. Mẹ à, sao hôm nay mẹ có nhà hứng rủ con ra ngoài dạo vậy? Trời ơi, suốt ngày con cứ ở trong nhà, ít khi ra ngoài gặp gỡ mọi người. Mẹ sợ con buồn nên dẫn con ra ngoài dạo thôi. Vậy cũng phải, đỡ hơn ở nhà nhìn mặt chị ba chằng ăn. Nhật à, dù sao cũng là chị ba của con không nên nói chị con như vậy. Ai, không biết có phải già hay không nữa, đi một chút đã thấy mệt rồi nè. Hay là vô tiệm ngồi một lát nha con. Dạ. Thôi chị hai, tới rồi hả? Tới rồi. Mẹ. Tới rồi. Qua đây. Cả Ly. Dạ, cả Ly. Niên à, con mẹ cũng ở đây hả? Dạ phải, con đã hẹn công tử từ uống trà. Xin chào Kim Phu Nhân. Chào cậu Từ. Đây là con út của tôi, tên của nó là Nhật. Còn đây là Từ công tử. Kim cô nương xin chào. Kêu tôi Kim cô nương được rồi, chứ không phải là Kim cô nương đó công tử Từ. Thiệt ngại quá, mời ngồi mời ngồi. Gia đình cậu Từ là dòng dõi thư hương, bản thân cậu ấy cũng xuất thân là cử nhân, là một người học rộng tài cao đó. Không chỉ vậy đâu, con người ảnh rất là hiếu thuận, thường ngày luôn kính trên, nhường dưới, tấm lòng là hiền lành, là người tốt hiếm có đó. Phải rồi, anh viết chữ cũng rất là đẹp. Thì ra tấm bản của Trấn Trì Lực Cộng là do anh viết đó. Thật không hả? Vậy đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được rồi. Nội nhìn gương mặt cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Anh Kim Niên quá khen thôi. Thật ra Kim cô nương cũng rất mày thanh mi tú, còn rất thông minh lanh lợi. Vậy tức là trai tài gái sắc từ xe duyên. Vậy mình hãy mau chóng kéo hai đứa nó. Cậu Phú à, đi làm việc đi. Ý cậu Phú nói hai người trùng hợp như vậy, làm bạn với nhau nhất định sẽ hợp lắm đó. Dạ phải. Nè, đừng khách sáo nha, ăn đi. Phải rồi, công tử Từ ăn rau đi. Làm phiền cô Kim. Ít khoan đã, rau này không thể ăn được. Không ăn được sao vậy hả? Bộ không thấy có gì không ổn sao? Đâu có gì không ổn, rau này chín được ăn được mà. Chín thì có nghĩa là sao? Chín tức là nóng. Nóng thì còn rau sao hả? Tức là rau này đã chết rồi, kêu anh hãy bỏ ý định đi. Bị người ta mỉa mai mà cũng không biết, nó ngu quá. Nhật ca. Đã nói rồi, không tới Hoàng Hà không vui lòng, làm toàn mấy chuyện uổng phí công sức. Chị hai định không nói cho con Nhật biết để nó không đề phòng được, ai ngờ cũng hỏng chuyện hết trơn.
Tánh cô Tư như vậy, người đàn ông nào thấy cũng sợ, người đàn bà nào thấy cũng đòi đánh đó. Cổ mà lấy được chồng hả thì chặt đầu xuống cho cổ làm ghế ngồi luôn đó. Đâu có chị gồ ghề quá à, có mời tôi cũng không ngồi đâu. Cha mẹ, tôi mà muốn lấy chồng hả thì những người đến hỏi cưới sẽ đông hơn khách ở động mật viên nữa. Cô không chừng đó, chị ba chị đừng có bận tâm gì tôi. Chị ba con không lo thì người mẹ này phải lo nè. Con mà kén chọn quá chắc phải ở giá nhà họ Kim này luôn đó con. Không phải đó cô Tư à, phụ nữ không giống như đồ cổ, càng để lâu càng bám bụi đó. Cô phải coi đó là dạng nào. Tiểu thư đầy cách xinh đẹp như tôi đây á, giống như là rượu vậy, để càng lâu thì càng ngon đó. Một phụ nữ ấy chồng không phải gọi là giếng cổ sao? Mợ ba à, giếng cổ cũng phải có người đào mới được mà. Mẹ à, sau này mẹ đừng có làm chuyện mai mối cho con nữa. Người ta không biết á sẽ tưởng con ế chồng thật đó. Trong lòng người mẹ nào á, con cái cũng là trẻ thơ. Có cha mẹ nào lại không bận tâm về chuyện hôn nhân của con mình chứ phải không? Con biết rồi mẹ à, con gái mẹ không có sợ ế chồng đâu. Phải rồi, không cần mẹ bận tâm, mẹ sẽ an nhàn hơn đó. Dạ biết, dạ biết. Phu nhân, chị họ của bà mợ đã đến à. Hả? À, chị của tôi tới hả? À, chị hai em vào nhà trước nha. Làm ơn. Chúng ta cũng vào nhà đi. Trời ơi chị. Ảnh cơ. Lâu quá không gặp chị nha. Phải, em khỏe dạ, không? Dạ khỏe còn gì. Chú cô nương. Phu nhân, cô Tư, mợ ba. Chào cô. Ngồi đi. Ngồi đây nè. Ngồi đây. Sao hả? Sao đột nhiên rảnh rỗi tới thăm em vậy? Hôm nay chị đến để gửi thiệp hồng cho em đó ảnh cơ. Cuối cùng chị lấy được chồng rồi hả? Ảnh cơ. Em xin lỗi, em không phải có ý đó đâu. Em thấy chị cũng sắp 30 tuổi rồi ha. Không phải đâu, 33 đó. Ồ, vậy người chồng tương lai của chị Chu nhất định là người rất tốt. Hơn nữa tính tình hả, lại rất hiền lành. Cái gì cũng không có ý kiến hết. Phải vậy không? Phải, anh chiều tôi lắm nghe. Tuy rằng chồng tôi và tôi cùng tuổi, nhưng mà có lẽ anh là án sát sứ, cho nên giải quyết chuyện gì cũng rất là chững chạc đó. Chà, án sát sứ hả? Là chức quan tam phẩm đó. Trời ơi, quan lớn hả? Thôi chị đã là phu nhân của quan lớn rồi, chúc mừng chị nha. Phải đó, thật ra cũng do chị may mắn thôi. Chị tưởng là mình sẽ sống cô đơn trơ trọi một mình đến già. Ai ngờ ha, chị gặp được bán Nhật Tiên nha. Ông chỉ dẫn bến mê cho chị nên chị mới lấy được chồng. Bán Nhật Tiên là người thế nào vậy? Phải đó. Thì chính là người thiết khẩu trực phán ở Miếu Sơn Thần á. Ông sủi quẻ cho chị nói chị trước 34 tuổi sẽ lấy chồng. Tháng sau là chị 34 tuổi rồi. Trời ơi, linh nghiệm dữ vậy hả? Vậy mới nói nha, bán Nhật Tiên này hả, bói đúng lắm nha. Em chồng tương lai của chị đi coi ha, cha ông nói năm nay sẽ có con ha. Trời ơi, mới tháng trước hả, nó sanh đứa con trai rồi đó, thiệt á. Trời ơi. Chà, cây khô có thể sống lại trai và có thể đẻ hạt châu. Cô Tư à, phải đến đó coi thử rồi đó. Phải đó Nhật à, đến đó hỏi ổng coi nhân viên của con thế nào. Mợ ba, mợ làm ơn đừng có ngây thơ quá. Nghe tên của ổng cũng đủ biết bán Nhật Tiên chỉ là thần tiên nửa ngày, làm sao mà cho tài giỏi được chứ. Hay là vậy đi, sáng sớm mai con đi. Mấy người đừng có mê tín quá. Bà cứ yên tâm trở về đi. Cảm ơn Bồ Tát sống. Bán Nhật Tiên có phải không? Tôi giúp người bạn đem Tử Di đến nhờ ông coi giùm. Vị cô nương này ngồi xuống rồi nói. Tử Di đâu? Đây. Sao hả? Số cổ có tốt hay không vậy? Ông không cần phải nói gì hết á. Chỉ cần nói nhân duyên là được rồi. Có sao thì cứ nói như vậy. Nhân duyên của cô nương này thật sự rất là tốt. Ở chung quanh cổ thường có nhiều người muốn mai mối giùm cho cổ. Dạ phải. Chỉ đáng tiếc cổ kén chọn quá, người nào cũng không thể lọt vào mắt của cổ. Hơn nữa không có biết lượng sức, luôn cho rằng tất cả đàn ông trong thiên hạ này đều không có xứng với cổ. Thật ra cổ không có xứng với người ta, mà bản thân cổ không biết. Nè, ông coi kỹ rồi hãy nói nha. Tôi chỉ nói theo Tử Di này thôi. Nè, cô nương này không có được xinh đẹp, ăn nói thì vô duyên, thông minh thì có thông minh. Có điều là hồng nhan bạc mệnh. Trước đây từng có 3 mối lương duyên trước mắt,
cũng bị cổ tận tay dứt bỏ rồi. Muốn lấy chồng khó lắm. Ông nói thiết khẩu trực phán chứ không phải là thuyết khẩu loạn phán. Ông đừng có ăn nói bậy bạ nha. Ê, trước giờ bán Nhật Tiên này nói một tức là một, không có biết nói khác đâu. Tôi nói thật nha, cho dù cô nương này có nhân duyên cũng khó sống tư già. Nè, đủ rồi nha. Nè, nhưng mà chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Thật hả? Có gì thay đổi? Ông nói ra đi. Nè, ngũ tùng lục tuyệt thất phiên thần, đúng vào cái tháng thần. Tháng thần? Vậy tức là vào tháng 7? Đúng rồi, chính là tháng 7 năm nay thì cổ sẽ gặp được lang quân như ý thôi. Không những lấy được chồng mà còn cử án tề mi. Nếu không phải thì sao? Nếu như không phải thì số cổ phải cô đơn đến già. Tóm lại, nếu như qua khỏi tháng 7 năm nay, Nguyệt Lão, Hồng Nương, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có giúp được bạn của cô, kêu cổ hãy tự lo liệu lấy. Hôm nay đã là 26 tháng 7 rồi, gì hết thôi.